Sau khi mà học ngành này được một năm thì em phát hiện ra là em rất ghét ngành này. Em vô tình nghe nói là khoa em mở ra hướng khởi nghiệp. Cái rào cản của em là gì? Những người bạn xung quanh em, mặc dù lúc đầu họ cũng theo hướng giống em nhưng về sau thì họ bỏ hết. Vậy thì liệu mình theo hướng này mình có thành công được hay không? Khi mà mình lựa chọn cái thị trường ngách á, cái vấn đề nằm ở chỗ là rất là cô đơn, hai á, xác suất thất bại vô cùng cao. Cho đến nay em học những gì mình cho rằng mình cần học, dẫn đến việc là em không biết em đã học đúng những cái em cần học hay chưa. Mình sống cuộc đời mình phải có số má, có má là một điều tuyệt vời dĩ nhiên, và mình còn phải có số nữa, và từ con số đó nó cũng có một cách trực tiếp vào niềm tin là mình có thể làm được. Thay vì vô định hãy vô địch. Chào mừng các bạn đến với chương trình Career Track trên kênh Việt Success, một podcast chuyên sâu về hành trình phát triển nghề nghiệp dành cho người đi làm. Và chủ đề của mùa đầu tiên là ai chọn đi làm dành riêng cho các bạn Gen Z, nơi chúng mình sẽ cùng xoáy sâu vào những thách thức khi mới đi làm, những kỹ năng nền tảng cần có và những tư duy cần xây dựng để có thể phát triển nghề nghiệp một cách bền vững hơn. Và mình là Thu Bình, host của chương trình. Chào mừng các bạn đến với chương trình Career Check, một podcast chuyên sâu về hành trình phát triển nghề nghiệp dành cho người đi làm. Khách mời của chương trình ngày hôm nay là một nhân vật quen thuộc đã từng xuất hiện trên kênh Việt Success, và ngày hôm nay anh ấy sẽ quay trở lại và xuất hiện trong chương trình Career Check để cùng chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như là bài học trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Xin được giới thiệu anh Tùng BT. Anh hiện tại đang là chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với kinh nghiệm hơn 17 năm khởi nghiệp. Gần đây thì anh đã đảm nhiệm vai trò là host chương trình Shark Tank mùa 6, là thành viên hội đồng thẩm định Shark Tank. Ngoài ra thì anh cũng là co-founder của Sài Gòn Tếu, nhóm hài độc thoại lớn nhất tại Việt Nam. Anh cũng là đồng sáng lập của các startup như là Monkey in Black Coffee, Lowly and the Wolf hay Yêu là đủ. Rất là cảm ơn anh Tùng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng em ạ. Rất cảm ơn Bình đã đọc rất là dài cái dòng title của anh. Thì ngày hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề đó là cô đơn trên hành trình phát triển nghề nghiệp. Thì em biết rằng là có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z ngoài kia, khi mà các bạn ấy chọn một cái hướng đi thì có rất là nhiều những cái hướng đi mà gọi là đi ngược lại với số đông, những cái hướng đi mà chưa có quá nhiều người chọn. Và chính vì vậy khiến bạn cảm thấy rất là mông lung, không có tự tin lắm vào cái sự lựa chọn đó của mình. Và bản thân em khi mà đọc profile của anh Tùng thì em cũng rất là ấn tượng, bởi vì anh là một nhà khởi nghiệp và anh đã lựa chọn những cái cách thức rất là mới lạ, những cái mà chưa nhiều người khác làm trên thị trường để anh quyết định đi. Và vượt qua những cái hành trình như vậy, em tin chắc rằng là anh cũng sẽ có rất là nhiều những cái bài học dành cho những bạn trẻ Gen Z mà đang lựa chọn những cái hướng đi không giống ai, không có quá nhiều người lựa chọn. Và trước khi mà bắt đầu vào câu chuyện chính ngày hôm nay thì em có một cái phần là thử thách hỏi nhanh đáp nhanh dành cho anh. Và nhiệm vụ của anh là sẽ trả lời thật là nhanh và ngắn gọn sau những câu hỏi mà em đưa ra. Anh đã sẵn sàng chưa? Hy vọng anh nhanh ngắn gọn. Mặc dù rất là sở trường lắm. Câu đầu tiên, mô tả về câu chuyện nghề nghiệp của anh trong một câu ngắn gọn. Lên và xuống. Nếu phải so sánh hành trình nghề nghiệp của mình với một hình ảnh ẩn dụ dễ hiểu thì đó sẽ là gì? Tôn ngộ không. Tại nó ngộ không. Giải thích thêm một chút về cái hình ảnh đó không? Tại vì nhanh quá em không hiểu. Anh cũng vậy. Thì ngộ không là tụi nó ngộ, nó ngộ không em. Một lệ hai là cái tuổi thơ của anh lớn lên trên hình ảnh là tôn ngộ không, tức là anh cũng giống vậy, là mình sẽ một cái gì đó là đơn sơ thuần chủng, rất là mộc mạc, từ cục đá thôi mình phát triển lên, sau một cuộc đời nó dày xéo được một mentor là Đức Phật, cái kiểu giống như là bắt đầu mình một hành trình đi tìm chính mình, đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình, đi tìm chân kinh của cuộc đời mình. Và trong hành trình đó thì mình biết được mình là ai, mình bắt đầu hướng thiện. Một cơ hội và một thách thức khi lựa chọn con đường ngách để khởi nghiệp là gì? Thì giống như là mà hồi nãy trước khi em tới đây á, là trời ơi ngoài đường có dưới trên giường kẹt quá trời kẹt. Thì cho nên là cái lựa chọn của anh là phải đi đường ngách, vấn đề nằm ở chỗ á, là những cái đường hẻm á, thì cuộc đời á, đường thẳng thì rất là đơn giản và nhiều người đi, nhưng mà đường ngách thì rất ít người đi, nhưng mà phải đòi hỏi một cái chuyện á, là một là mình phải biết con đường đó, quen con đường đó, mà có đủ kỹ năng lái con đường đó. Tại vì khi mà mình lựa chọn cái thị trường ngách á, cái vấn đề nằm ở chỗ là cái khó khăn và cái điểm tốt của cái con đường ngách á, là không ai đi. Cái việc không ai đi, một thì như cái chủ đề của ngày hôm nay là rất là cô đơn, hai á là ở chỗ là không ai đi thì xác suất thất bại vô cùng cao. Điều đó dẫn đến cái chuyện là khi bản thân mình đã có sự lựa chọn con đường ngách thì mình phải chịu trách nhiệm với lại quyết định đó cho cuộc đời mình. Kể ra một thất bại lớn nhất trong đời của anh. Có một cái điều rất là quan trọng là mọi người đừng bao giờ mở quán cà phê. Là tại vì khi mà mở quán cà phê thì mình gắn bó với nó về mặt giá trị, về mặt con người, về mặt tinh thần và về mặt gọi là những con người đó giống như gia đình vậy. Và đến một cái thời điểm năm 2018 tháng 10, lúc mà phải sa thải 35 người trong gia đình của anh, thì nó để lại cho mình một cái sang chấn rất là lớn ở chỗ là những kết nối mình nghĩ là có ý nghĩa và cực kỳ bền chặt với mình, nhưng mà mình chính là người chặt đứt những cái ý nghĩa đó, tại vì cái sự bất tài vô dụng và thiếu khả năng trong quá trình điều hành doanh nghiệp của mình.
thì đó là một cái thời điểm mà khó khăn. Vậy thì nếu mà lỡ mà một bạn trẻ đang học phải một cái ngành mà mình không thích và đam mê thì theo anh nên làm gì? Nghỉ học. Không, anh giỡn. Thì tùy, thật ra là gì nè, cá nhân anh thấy á, thì cái việc mà ví dụ như là nói ngắn gọn và xúc tích với cái việc mà nếu một người mà không thích thật sự cái môi trường của họ hoặc là cái ngành của họ thì có nhiều lựa chọn tùy vào họ đang học năm nào. Ví dụ như là thật ra là anh thấy có một khảo sát gần đây là 60-70% họ rất là mơ hồ trên con đường sắp tới trong sự nghiệp của họ ở độ tuổi sinh viên. Và có một cái khảo sát nữa cũng vui là 80% những người đang chạy xe ôm công nghệ ngoài kia là những cử nhân mới ra trường hoặc là sinh viên. Thì đó dẫn đến một cái chuyện á, là có một cái sự rất là quan trọng trong cái việc mà phải ưu tiên cái việc gọi là tìm được định hướng và cái con đường của cuộc đời mình. Thì ví dụ nếu mà năm nhất mà thật ghét thì theo anh là năm nhất mà anh biết là anh ghét anh nghỉ luôn, anh qua ngành khác, hoặc là anh sẽ có gap year, anh có thể tìm hiểu mình thích gì không thích gì. Nhưng mà còn lại có một khảo sát khác là 60-70% mọi người xong gap year mọi người cũng chẳng biết mình thích gì và muốn gì. Vậy đó dẫn đến cái chuyện á, là hãy đi tìm một cái ngành, một cái thứ mà mình có thể không thích. Tại vì đa số mọi người sẽ như khảo sát nãy giờ đó thì sẽ thấy là có nhiều thứ mình không thích, thì mình hãy đi trên con đường mình cảm thấy thoải mái mà có thể làm được. Tới thời điểm đó thì anh hay tìm đến Ikigai, tức là một công việc mà mình cũng hơi thích, nó kiếm lại cho mình thu nhập, mình thoải mái trong việc làm, mình nghĩ là mình có khả năng thông qua những kết quả thực tế và đồng thời là bản thân mình thấy được nó có ý nghĩa cho xã hội và cho cuộc đời mình. Nếu mà được quay ngược lại thời gian thì anh có lựa chọn khởi nghiệp hay không? Cho tới giờ anh vẫn thấy anh không có sự lựa chọn khác. Một lời khuyên về khởi nghiệp mà anh ước là mình biết ở giai đoạn mới bắt đầu. Đừng khởi nghiệp. Cảm ơn những câu trả lời rất là thú vị của anh. Em nghĩ rằng là những cái bạn trẻ mà ở cái lúc mà năm tư là cái lúc mà trời ơi chỉ còn vài tháng nữa là mình bước ra cuộc đời thật rồi, thì các bạn ấy cũng sẽ rất là vô định về cái việc là nhiều bạn á thì may mắn là tìm ra được hướng đi, nhưng mà nhiều bạn thì cũng không biết là cái ngành mình đang học là như thế nào, và các bạn ra các bạn cũng đi làm tứ tung hết. Thì trải qua một cái hành trình như vậy á, anh có đúc rút ra được một cái bài học hoặc là những cái yếu tố nào để giúp cho những bạn trẻ như thế các bạn có thể xác định được một cái hướng đi trong cái công việc của mình mà ít phải trả giá hơn không anh? Hồi xưa á là lúc mà anh một cách rất là hoảng loạn là mình phát hiện là mình ghét vô cùng. Lưu ý cái chuyện của anh á là rất là rõ ràng nha. Cái chuyện mà mình không thích cái ngành của mình nó có thể là một tín hiệu là mình có thể đi tiếp mãi mãi với ngành đó, tại mình không ghét nó. Nhưng mà nếu mình ghét là một cái thứ cực kỳ tệ hại. Thời điểm đó đó thì anh cũng như mấy bạn bây giờ thôi, thì cũng đi toán loạn. Trong quá trình đó đó thì trải nghiệm đủ mọi loại trên đời, thậm chí anh còn đi dạy tiếng Anh nữa. Anh đi dạy một bạn từ 2.5 điểm lên 3.5 điểm rớt. Đó, đó thời điểm đó là như vậy. Thì khi mà trải nghiệm xong thì dần dần mình mới phát hiện ra là mình thích một số thứ nhất định, mình không thích một số thứ nhất định. Và từ đó thì mình có được một cái mường tượng sơ sơ, bớt mơ hồ hơn chút xíu. Tức là anh được cái là anh dễ thỏa mãn, anh dễ chấp nhận là ok có thể là mình hợp. Tức là thời điểm đó anh không mong đợi mình thích, nhưng có thể là mình hợp, mình thoải mái một số thứ. Ví dụ như cụ thể là anh thích marketing, cụ thể là anh thích cái việc kinh doanh và cái việc phải sắp xếp mọi thứ để làm được lợi nhuận cho mình, và cụ thể là anh có khả năng và kiếm được tiền trong giai đoạn đó. Thì nhờ những cái tín hiệu nho nhỏ và kết quả nho nhỏ như vậy thì mình có thể xác định một cách tương đối được mình hợp với cái gì và không hợp với cái gì. Thì đó là cái cách mà anh đã và đang trải nghiệm. Thì những cái bạn như bây giờ chắc là rối loạn hơn, là tại vì thực ra là những cái người như vậy và những cái trải nghiệm như vậy và những cái cảm xúc như vậy nó xuất phát từ rất sớm. Hồi xưa là cấp 3 là chỉ đâm đầu vô học thôi, yêu cũng không có thời gian nữa. Cho nên tới giờ vẫn chưa lập gia đình, chắc tại vậy. Cho nên là mãi lên tới đại học anh mới xác định là đến thời điểm là mình sắp tốt nghiệp tới nơi, và tỷ lệ thất nghiệp bây giờ là vô cùng cao. Thì đến thời điểm anh mới cuống cuồng lên anh trải nghiệm. Nhưng mà mấy bạn trẻ bây giờ bắt đầu rất sớm. Nhưng mà đồng thời thì bây giờ anh đang thấy, không biết nữa, chắc tại nhiều khi là mình nhìn giới trẻ mình cảm thấy ghen tị, là tại vì bây giờ họ có quá nhiều cơ hội để họ có thể trải nghiệm, và bởi vậy nhiều khi là cái trải nghiệm nó chưa đủ sâu để họ có thể thực sự biết được là họ hợp hoặc không hợp cái gì. Theo anh chỉ có một nguyên tắc mà hồi nãy anh đã lặp lại rồi, là chỉ có lúc mình làm được một kết quả trong giới khởi nghiệp của anh gọi là MVP, Minimum Viable Product, tức là mình phải tạo ra những kết quả tồn tại tối thiểu với một sự nỗ lực nhất định để mình biết được thực tế cái thứ mình đã và đang làm có hợp với mình hay không. Đó, thì thời xưa có ít lựa chọn hơn. Cho nên là khi làm một cái thứ gì đó, làm 6 tháng, cố gắng làm cái kết quả bằng mọi giá không từ bỏ, thì đến một lúc nào đó thì mình sẽ phát hiện ra một số thứ mình làm được. Có nghĩa là lúc đầu thì mình cũng không biết lựa chọn đó đúng hay sai, nhưng mà cứ làm thử trước đi. Nếu mà ra được kết quả thì lúc đó mình dùng kết quả đó để mình nhận định là đây có phải là cái thứ mà mình có thoải mái để làm nó hay không. Đúng không? Khi mà nói về cái profile của anh,
rất là nhiều những dự án khởi nghiệp mà dự án nào cũng có những cái ý tưởng rất là độc lạ mà không có quá nhiều người làm. Rồi khi mà anh đồng sáng lập lên Sài Gòn Tếu, ở cái thời điểm mà mọi người cũng không biết đến hài độc thoại là gì, anh lựa chọn những cái hướng đi mà không có quá nhiều người lựa chọn ở ngoài kia như vậy, thì em nghĩ rằng là ở cái khía cạnh mà tốt thì nó sẽ tạo cho mình một cái sự quan tâm, sự tò mò, sự hưng phấn khi mà mình làm một cái mới mẻ. Nhưng mà ngược lại thì cái sự rủi ro và thử thách cũng rất là nhiều. Vậy thì không biết khi mà anh khởi nghiệp ở trong những cái lĩnh vực hoặc là những cái ngách đi mới lạ như thế, thì anh có gặp những cái rủi ro, những cái trở ngại gì hay không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi thì trong câu hỏi có một số thứ sai như sau. Dạ em xin lỗi anh. Anh nói em sai. Anh chỉ đổi quan điểm thôi. Dạ, anh chấp nhận quan điểm của em. Một là những cái ý tưởng mới, những cái khởi nghiệp mới, những cái dự án mới, nó không làm cho anh exciting, nó không làm cho anh hứng khởi. Nó hơi kỳ, qua tuổi đó rồi. Còn chút xíu thôi là anh qua U50 rồi. Tức là đến cỡ khoảng sau 26, 27 tuổi á, thì đến độ tuổi đó thì mình bắt đầu mình không bị quá thích, mình không bị quá yêu. Bù lại, mình sẽ không bị quá chán và mình không bị quá đau khổ. Quân bình, an nhiên, hạnh phúc, chữa lành, kiểu vậy. Thì trong quá trình đó thì mới thấy được một cái việc á, là dần dần cái sự thích, đam mê nó thực sự nó không diễn ra. Và tại vì đơn giản cái cuộc đời của mình nó không sẵn sàng cho một cái roller coaster, một cái chuỗi xoay vòng tròn giữa cảm xúc này đến cảm xúc kia. Tại quá tích cực thì sẽ có rất là tiêu cực, lúc nào cũng vậy. Cảm giác quá yêu sẽ cần dẫn đến thất vọng và thù hận, đó kiểu như vậy. Thì cho nên là cảm xúc của mình á, nó tương đối thoải mái, quân bình và là lặng, hy vọng là như thế. Thì bởi vì như vậy cho nên á, cái thứ mà anh làm á, là anh sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất là khô khốc. Ví dụ như trong đó chị làm hot sắc tăng đi, trên truyền hình mọi người thấy là cảm xúc để vui vẻ này nọ không, đó là những người chuyên bán A, là những người rất tính toán, là họ vô là số bao nhiêu, số bao nhiêu là họ tính hết rồi. Và họ chỉ kiểu giống như là nhân tiện cái show sắc tăng để họ kể ra những câu chuyện họ muốn kể với lại khán giả đại chúng thôi. Chứ còn lại thật sự á, là về cái sự exciting nó gần như là không có. Thứ nhất. Thứ hai, về mặt khởi nghiệp, bản thân mình cốt lõi dù trong sự nghiệp, về mặt thử thách hoặc là một cái khởi nghiệp nhỏ, thì bản thân mình phải tìm được những kết quả khả dĩ mà mình dựa trên đó để mình có được cái niềm tin cho cái khởi nghiệp của mình hoặc cho chính bản thân mình. Thì bởi vì ví dụ như cụ thể hài độc thoại đi, thật ra hài độc thoại trước Sài Gòn Tếu nó đã tồn tại và được sự hiểu biết đã 5 năm hơn. Em có biết không, thật ra là một cách thầm lặng trái pháp luật thì hài độc thoại bằng tiếng Anh nó đã tồn tại ở Việt Nam từ sau năm 1986 rồi. Nó đã duy trì, có rất nhiều người đã mười mấy năm làm hài độc thoại ở ngay tại Việt Nam, ở trên đất Sài Gòn, ở trên Sài Gòn có một chục điểm diễn hài độc thoại bằng tiếng Anh mà mình không biết thôi. Tức là đã có rất nhiều người đang thích hài độc thoại tiếng Anh, đã có rất nhiều người học và có được cái khả năng Anh ngữ IELTS 8.5 qua hài độc thoại. Và thật ra cách trước Sài Gòn Tếu 5 năm cũng đã có một người làm hài độc thoại rồi. Đó thì nó cũng mở đường rất nhiều thứ. Tức là trong một cái thị trường mà nhu cầu có, mình tung ra một cái sản phẩm giải quyết được chính xác cái nhu cầu của họ, thì đó là một cách anh đi thị trường ngách. Anh không bao giờ đánh cho một thị trường ngách mà không ai biết, không ai hay, không có nhu cầu cốt lõi. Đó là một cái nhận định sai. Có một cái nữa, khi mà đi thị trường ngách á, thật ra cá nhân anh chuyên môn là marketing, mặc dù anh học máy tính, nhưng mà anh bồi dưỡng khả năng làm marketing của SME. Lưu ý là anh có thể gọi tương đối gọi là chuyên gia marketing trong những công ty vừa và nhỏ. Nó khác marketing tập đoàn nha, nó khác marketing agency. Nó là một kiểu làm sao để mình tung một cái sản phẩm trong cái nhánh thị trường ngách, mà ở đó mình có thể phân biệt và định vị bản thân mình trong một cái nhóm nhỏ, từ đó có được lợi nhuận một cách ổn định thông qua một quá trình dài mình phát triển và xây dựng cộng đồng khách hàng của mình. Anh sẽ nói hơi cả đêm một chút xíu. Nhưng mà cá nhân anh thấy là thông qua quá trình mà làm marketing trong cái thị trường của những công ty vừa và nhỏ, anh thấy được một cái điểm rất là quan trọng á, là không có gì khẳng định được cái mức độ thành công một con người, một thương hiệu, một doanh nghiệp bằng cái kết quả. Và kết quả đối với doanh nghiệp là tiền lời, lưu ý, không phải là tiền mà là tiền lời. Thì bởi vì như vậy á, cho nên là đó lý do vì sao thất bại nhiều như vậy. Tại vì bản thân mình á, trong quá trình mình kinh doanh và lớn lên và trưởng thành trong cái thị trường, thì bản thân mình luôn phải kiểm tra liên tục xem cái thị trường có phù hợp hay không. Và bởi vì như vậy cho nên là mình phải rất là nỗ lực, cố gắng, quyết tâm và đặt cái tôi của mình vào những cái sản phẩm và thương hiệu nhất định, nhưng đồng thời mình cũng phải biết rút lui cho nó phù hợp. Anh vừa nói đến cái ý là rút lui, thì em thấy là đúng là khi mà mình thử một cái con đường nào đó mà mình cứ thử hoài, mình thử không biết cho mình cái giới hạn dừng lại, hoặc là như anh nói là rút lui. Thì đối với anh, khi một cái bạn mà chẳng may là bạn học một cái ngành mà bạn không thích, và sau đó bạn ra trường, bạn lựa chọn một cái ngành trái ngành để bạn làm việc, thì lúc này bạn coi như là cái việc mình đi làm trái ngành này là một cơ hội để bạn thử xem là bạn có
phù hợp hoặc là có thoải mái với một công việc nào đó hay không. Vậy thì bạn thử cho đến bao giờ là phù hợp, và đến thời điểm hoặc là có những cái dấu hiệu nào mà anh nghĩ rằng là bạn nên rút lui khỏi công việc đó để mà chuyển sang một cái hướng khác hay không? Có một cái con số gần đây mà anh nhớ mang máng là 70% những bạn gap year trải nghiệm rất nhiều trong một cái thời điểm nhất định, nhưng bạn vẫn không biết ra được mình thực sự hợp cái ngành nào, thích ngành nào và đam mê ngành nào. Thì giống như anh này á, bây giờ anh làm 5 ngành, giờ chẳng hạn mình nói đam mê 5 ngành. Cho nên á, là đối với anh á, là Ikigai cho thấy có khả năng, thích, kiếm được thu nhập, rồi ý nghĩa với cuộc đời, ý nghĩa với lại đó. Thì đó là những thứ quan trọng hơn khi mà mình muốn cố gắng đi tìm một cái đam mê, một cái hoài bão. Nhưng hồi nãy em cũng có đề cập là cái kết quả là cái thứ quan trọng nhất để mình xác định được bản thân mình có thật sự làm một cái chuyện này không. Và một lần nữa anh nhắc lại là thoải mái luôn là một cái tiêu chí nó quan trọng hơn thích và đam mê. Cho nên á, là trong quá trình trải nghiệm á, thì bạn phải có nghĩa vụ liệt kê lại xem cái nhiệm vụ nào mình làm thoải mái, nhiệm vụ nào mình làm có khả năng, có nghĩa là làm được kết quả. Và từ kết quả bạn bắt đầu nghiệm lại cái cuộc đời, cái hành trình, cái bước đi sắp tới của mình cho nó phù hợp cho chính bản thân mình. Và chỉ có bạn mới biết được cái trải nghiệm nào là ok nhất. Trải nghiệm có hai vế, một là mình trải xong thì mình phải nghĩa vụ phải nghiệm. Nhiều bạn cứ liên tục trải bởi vì FOMO cho nên không có những lúc mà dừng lại. Cho nên thật ra cá nhân rất thích cái phong trào chữa lành của giới trẻ. Nó cho những người trẻ những giây phút để họ thực sự họ ngồi lại, để họ nhìn lại, flashback lại những gì họ đã và đang diễn ra, từ đó có được cái sự nghiệm, cái sự hiểu, cái sự thương cho chính bản thân mình, và từ đó có được những quyết định bước đi sắp tới như nào cho nó phù hợp. Bảy mươi phần trăm cái lý do mà anh hoàn thành cái bằng đại học của anh là để hoàn tất cái trách nhiệm của người làm con, mà tại vì ba mẹ anh đã bỏ rất nhiều tiền rồi, làm sao để mình có thể thoát khỏi sự mơ hồ trong khi mình đặt mục tiêu mơ hồ không kém. Vậy thì làm sao để thoát khỏi cái việc đặt mục tiêu mơ hồ đó ạ? Có một tình trạng mà em nhìn thấy ở những người bạn xung quanh của em, đó là các bạn sinh ra trong một cái gia đình có truyền thống, ví dụ như làm bác sĩ, làm giáo viên, làm công an, thì ba mẹ của bạn ấy cũng sẽ hướng bạn ấy là muốn con mình tiếp nối những cái công việc như thế. Nhưng mà đến cái thế hệ của bạn thì bạn không muốn làm cái công việc đó nữa, mà bạn lại có quan tâm tới những cái mảng hoặc là những cái lĩnh vực mà nghe có vẻ như là đi ngược lại những cái mảng đó, hoặc là những cái lĩnh vực đó trong gia đình của bạn không ai làm, ví dụ như là làm nghệ thuật hoặc là làm kinh doanh, làm đẹp chẳng hạn. Thì khi mà bạn nói lên là mình muốn đi học những cái ngành như vậy thì bố mẹ rất là không ủng hộ và nói nếu như mà con học thì con tự mà kiếm tiền đi học cái đó đi. Thì bản thân anh thì anh nghĩ rằng là anh dành lời khuyên gì cho các bạn khi mà đứng giữa cái ngã ba đường như vậy ạ? Cuộc đời mình là ngã ba đường đó, thỉnh thoảng mình không biết rẽ trái hay rẽ phải, sau đó cuộc đời mình trở nên rẽ dần. Cá nhân anh cũng y chang như các bạn đó vậy đó. Thực ra là cá nhân anh á, thì như em nói hồi nãy, thì ra anh rất là may mắn, anh rất là biết ơn khi gia đình mình không nghèo. Điều đó có nghĩa là mình có nhiều sự tự do hơn trong việc lựa chọn, trong việc đi hướng này, đi hướng kia, đi hướng nội này nọ các thứ. Thậm chí là khi mà khởi nghiệp thất bại hoặc đi làm gì thất bại, anh vẫn quay về nhà. Ba mẹ anh không cho anh tiền khởi nghiệp, nhưng mà ba mẹ sẵn sàng cho anh một cái mái nhà để ở, cho anh có hai vị phụ huynh rất là dễ thương ở nhà, nhưng mà đồng thời thì cũng cho anh bữa ăn, thì tức là đảm bảo anh có thể sống được. Đó là một điều anh vô cùng biết ơn, tại vì thật ra cũng không có nhiều người có được cái privilege đó, có được cái sự trân quý đó trong cuộc sống. Và anh là một người con mà theo anh về mặt sự nghiệp thì khá bất hiếu, là tại vì thỉnh thoảng ba anh hồi xưa làm ở Cần Thơ và cũng là tổng giám đốc của một cái công ty bự hoành tráng, ba nói là ok, bây giờ cái thời mà anh khởi nghiệp thành công xong, anh nói ba không ngờ con khởi nghiệp mà ba tưởng con vô dụng ha, cái xong rồi về kế thừa ba nha. Cái anh trả lời là không bé ơi, đó là tại vì đơn giản là cái ngành của ba và cái lĩnh vực của ba là thứ anh không hề cảm thấy hứng thú. Anh thích những thứ 18 cộng hơn, anh thích lao đầu những thứ mà gọi là mình không vào địa ngục ra vào địa ngục đây. Anh có một số sở thích nhất định mà nó không phù hợp với định hướng, cho nên là ba anh giờ bán luôn cái doanh nghiệp rồi ha. Thiệt luôn á, thì anh là đứa con trai duy nhất có thể kế thừa được cái chuyện đó. Nhưng mà đồng thời cá nhân anh cũng có những bạn có chi thì đang kế thừa doanh nghiệp, thì bạn đó thích gia đình, bạn nó cũng thích cái lĩnh vực đó và rất phù hợp với lĩnh vực đó, và cũng không có lựa chọn khác nhanh. Anh thì có nhiều lựa chọn, cho nên là khi mà anh đồng hành và coach những người coach đó thì họ bắt đầu vững tin hơn, họ bắt đầu kết nối với gia đình nhiều hơn, họ bắt đầu hệ thống hóa, quy trình hóa và biết cách giao tiếp với gia đình nhiều hơn, và từ đó không chỉ kế thừa một cách rất thành công trong cái doanh nghiệp của họ mà còn kết nối với gia đình rất tốt thông qua cái công cụ là khởi nghiệp của gia đình. Thì đó là cái trường hợp như vậy. Thì có hai trường hợp như vậy đã và đang diễn ra. Nhưng mà cá nhân anh trong cái thời kỳ mà anh quyết định có một cái sự nổi loạn, tại vì anh không còn sự lựa chọn nào khác, anh rất là ghét
cái thứ mà anh đã phải đang làm hồi xưa là gia đình anh hướng anh vô ngành an ninh, sau đó anh quyết định không vô ngành an ninh, anh vô ngành khoa học máy tính, và sau đó anh cấp hiện anh ghét khoa học máy tính. Và trong quá trình đó, đến lần đầu thì anh phải chia sẻ, tại gia đình anh không đi theo định hướng gia đình, anh phải chia sẻ và thảo luận. Nhưng mà đến cái thời điểm mà anh đã lựa chọn cái ngành của anh và còn ghét nữa, anh quyết định không chia sẻ. Và anh thấy là đó là một cái sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời của anh. Là tại vì anh có một cái thói quen là anh sẽ không đánh một cái trận mà anh biết chắc chắn mình không thắng. Anh sẽ không chia sẻ một thông tin mà anh biết là anh chỉ nhận lại toàn tiêu cực. Cái thời điểm đó anh là một người có 19 năm kinh nghiệm làm con á. Và anh cực kỳ hiểu ba mẹ. Anh hiểu là khi mà anh nói ba mẹ con khởi nghiệp, mày bị điên hả, kêu vậy hả? Anh biết là mình sẽ được cái gì, 100% tiêu cực và không có phần trăm sự ủng hộ, vậy thì nói làm gì. Cho nên á, là cá nhân anh á, thì có một sự nỗ lực riêng. Anh nỗ lực trong việc tìm kiếm tiền bạc để làm những thứ mình thích. Anh nỗ lực trong việc sắp xếp công việc này nọ các thứ, còn lần anh rớt 6 môn xém nữa bị đuổi. Anh cố gắng mọi thứ, cố gắng tối đa có thể để mình tự lực, để mình làm được những thứ mình thích. Đó là một sự nỗ lực mà đến giờ anh vẫn cảm thấy rất là tự hào. Thì thông qua quá trình đó, thì thậm chí là đến cái thời điểm mà khi mà anh ra khỏi trường, anh lúc đó anh khởi nghiệp được 2-3 năm rồi. Và đến thời điểm năm tư á, anh nhớ anh tham gia một cuộc thi khởi nghiệp cũng lớn nhất nhì ở Việt Nam trong thời điểm đó. Anh đoạt giải nhì, Tích Cực Box đoạt giải nhất. Thì đến cái thời điểm đó thì bố mẹ nói: ai giống mày trên báo gì mà con? Dạ con đó. Ủa mày khởi nghiệp làm gì? Dạ con thi cho vui mà. Cái ba mẹ cũng nha. Rồi xong rồi khi mà anh apply, sau đó thì anh cảm thấy anh thiếu kỹ năng, cho nên xin vào một cái công ty tập đoàn lớn. Thì lúc đó kiểu ba mẹ kiểu: ủa công ty này nó có IT hả con? Dạ không, con làm marketing. Ủa tao nhớ tao đóng mày, tống tiền cho mày ngành IT mà con. Kiểu gì đó, đó gì đó. Tức là, nhưng mà thời điểm đó thì khi ba mẹ nhận được những thông tin đó, ba mẹ không có khó chịu, ba mẹ không tiêu cực. Tại vì đơn giản là thời điểm đó ba mẹ nhận được những kết quả vô cùng tốt tới lên báo, rất là tự hào và mở mang cho dòng họ. Khi mà vô được một công ty tập đoàn lớn, rất là tự hào. Sau đó khoảng cỡ 2 năm là anh nghỉ. Nhưng mà đó là một cái thông tin phù hợp cho cái đối tượng mà mình có kinh nghiệm giao tiếp với họ rất lâu, và mình hoàn toàn có thể dự đoán được những hành vi của họ khi mình giao tiếp. Cho nên á, là thỉnh thoảng khi mà giao tiếp, nhất là giao tiếp với bố mẹ, mình phải và mình hoàn toàn có đủ khả năng dự đoán được cái hành vi của họ. Vậy thì hãy đi trước một bước. Vậy hãy giao tiếp như thế nào để bản thân mình có được cái sự ủng hộ cần thiết, có được cái sự liền mạch trong việc thông tin và minh bạch trong quá trình mà mình làm, và cũng đảm bảo được cái chuyện win-win trong quá trình mà gọi là, ví dụ như cụ thể là anh cũng nói thẳng luôn là 70% cái lý do mà anh hoàn thành cái bằng đại học của anh là để hoàn tất cái trách nhiệm của một người làm con, mà tại vì ba mẹ anh đã bỏ rất nhiều tiền rồi. Với lại con cái nữa là tới giữa năm 2, năm 3 rồi đó, anh mới xác định là tôi chắc chắn không làm ngành này. Thôi lỡ còn có một xíu mà thôi chơi luôn. Vậy thì có thể nghe qua cái câu chuyện của anh là khi mà anh dự đoán trước là phụ huynh của mình, những người mà mình sắp chia sẻ thông tin về cái dự định của mình mà mình sắp làm, có vẻ như họ không, cái sự tiêu cực nó nhiều hơn tích cực, thì chắc là mình dành thời gian để mình tạo ra kết quả trước rồi sau đó mới chia sẻ với họ về cái dự định đó của mình. Có phải như vậy không ạ? Đúng rồi. Nhiều bạn trẻ hiện nay cũng như thế, khi mà các bạn lựa chọn một cái công việc á, các bạn có rất là nhiều bạn mong muốn cái sự tự do, nên là sau khi mà các bạn hoàn thành xong cái việc học ở trường đại học thì các bạn muốn là tôi ra làm chủ luôn, tôi muốn là tôi làm chủ, tôi không có phải bị dí deadline, không có phải bị kiểm soát bởi một người sếp nào cả. Thì ở cái góc nhìn của anh, khi mà một bạn trẻ còn khá là mới ở cái thời điểm đầu của cái sự nghiệp của mình, thì việc mà các bạn học một phát xong là ra đi làm chủ liền á, đó có phải là một cái hướng đi mà thực sự là phù hợp với nhiều người hay không ạ? Như anh nói hồi nãy, phải có những kết quả cho nó phù hợp với bản thân và gia đình. Để mà làm được kết quả nhỏ nhỏ đó rất khó, là tại vì họ thiếu rất nhiều thứ mà. Họ thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ, họ thiếu nhận thức nó phù hợp, và thiếu con người. Anh tin anh là một những người rất may mắn là khi mà vừa khởi nghiệp thì lại có được một cái kết quả liền ngay từ thời sinh viên. Anh tin là anh cũng may mắn ở chỗ á, là nhiều khi là người chọn nghề, mình có những kết quả đó rồi mình thừa thắng, mình xông lên. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ nhiều khi lại cơ hội nó lại khó quá, nhiều khi là cái cách để các bạn đạt được những kết quả nó khó quá, hoặc là thậm chí nhiều khi các bạn tham quá dẫn đến các bạn hướng tới một cái mục tiêu gì đó nó quá xa vời, mục tiêu gì đó nó quá lớn. Ví dụ ngày xưa thì anh bắt đầu khởi nghiệp bằng chuyện bán gấu bông. Nó có một tháng nhiều khi mười mấy 20 triệu gì đó, các thứ, thậm chí cũng có vài triệu, có tháng ế, có tháng lời này nọ các thứ. Và những cái sự bắt đầu của anh nó rất là nhỏ, bởi vì nhỏ cho nên nó dễ đạt được. Và bản chất cái chuyện anh kinh doanh như vậy không phải để phục vụ cho chuyện đi tìm một cái sự nghiệp, mà để đi tìm thông qua cái trải nghiệm đó đến nơi để trốn bản thân mình tìm ra được một cái gì đó nó thật sự nó phù hợp.
nhưng mà mình phải đi tới. Vậy thì câu trả lời của anh cuối cùng của anh á là hãy đi tìm những cái thử thách vừa đủ to, vừa đủ là mình thích, vừa đủ là mình cảm thấy đam mê, nhưng mình nhìn vô mình có thể xác định là 100% mình hoàn toàn có thể đạt được. Tại vì làm sao để mình có thể thoát khỏi sự mơ hồ trong khi mình đặt mục tiêu mơ hồ không kém? Vậy thì làm sao để thoát khỏi cái việc đặt mục tiêu mơ hồ đó ạ? Hãy tìm một cái thứ tiệm cận với cái khả năng mình đã và đang có. Ví dụ là tại sao anh có đủ can đảm để anh bán gói bông là cái khởi nghiệp đầu tiên của anh? Anh cũng biết nó là cơ duyên và may mắn là thành công. Ví dụ như vậy. Nhưng mà thật ra từ xưa anh đã có một số cái nho nhỏ, những cái dữ kiện nho nhỏ trong cuộc đời anh. Nhiều khi để lựa chọn một cái thứ gì đó, nhiều khi mình phải lựa trên dữ kiện nho nhỏ đó. Hồi xưa anh hay kiểu trà đồ nhôm á, nhà anh có, ba anh có hay đem về mấy cái viết xịn xịn này nọ các thứ, anh hay đem vô bán. Chi phí không đồng, nhưng mà anh đem vô bán rất rẻ luôn. Sau đó anh phát hiện là anh bán vào 1/10 cái giá ba anh mua. Ôi, một đứa con quá tuyệt vời, một đứa con của anh. Nhưng mà từ cái việc đó mình cảm thấy rất là thích những công việc nhỏ nhỏ, bán gom, bán tập, bán giấy này nọ các thứ, kiểu như vậy đó. Mình bán cho nó một cái gì đó nó xài nó không hài lòng này nọ các thứ, mình mua lại với giá bằng 1/10, mình bán rắn ra, xong mình lại bán đồ second hand cho đứa khác đó. Những cái sự lanh lợi như vậy là những cái dữ kiện rất xíu để xác định được, để mình tiệm cận, để mình có thể đi tiếp những cái trải nghiệm tiếp theo của mình. Thậm chí là hồi xưa là anh là một người bí thư, anh rất là thích những cái hoạt động chăm sóc con người, những hoạt động vui chơi giải trí và làm nhân sự, nó inspire anh trở thành một người chủ. Và anh take care, anh quan tâm, anh chăm sóc những người đồng hành với anh, những người bạn khởi nghiệp của anh một cách tốt nhất đó. Nó sẽ dựa trên những kết quả tiệm cận trong quá khứ. Và ai cũng có quá khứ, ai cũng có lịch sử. Nếu mình yêu một cô gái có thể không quan tâm đến quá khứ, nhưng nếu mình yêu bản thân mình thì mình phải thật sự quan tâm đến quá khứ. Tại vì những dữ kiện và những cái gì trong tương lai, mình phải quay trở về quá khứ để mình có thể đi tiếp được một chặng đường mà mình hiểu mình đang là ai trong cuộc đời. Đặt ra những thử thách vừa đủ để mình tạo ra được kết quả, và từ những kết quả đó mình gom góp lại những cái dữ kiện về bản thân của mình để mình hiểu hơn là cái gì là phù hợp với mình. Khi mà nói đến cái công việc là diễn viên hài độc thoại á, nó cũng khiến em nghĩ tới rất là nhiều những cái ngành nghề mới nổi gần đây, ví dụ như là làm TikToker hoặc là những cái công việc mà kiểu không có được dạy chính quy trong các trường đại học. Thì nhiều bạn trẻ khi mà thấy những cái công việc như thế thì các bạn cũng tò mò, các bạn cũng muốn quan tâm về cái công việc đó như thế nào. Nhưng mà đôi khi là bởi vì nó mới quá, nó cũng không có được dạy trong trường đại học, nên nhiều bạn cũng sẽ cảm thấy là không biết công việc này nó có viển vông không ta, nó có thực tế không ta, mình có thực sự là sống được với cái nghề này hay không. Thì bản thân các anh, khi mà có những cái bạn trẻ mà đang có quan tâm và tìm hiểu về những cái công việc mà mới như thế, thì anh dành cho các bạn những cái lời khuyên gì để xác định xem là cái công việc này có thực sự thực tế và phù hợp với mình hay không ạ? Anh thấy là có nhiều bạn trẻ lựa chọn con đường là không đi học đại học, tại vì bạn nghĩ là đại học không giúp tôi kiếm được việc làm. Đúng vậy, không có bất cứ một trường đại học nào có thể giúp bản thân một con người kiếm được công việc 100%. Chuyện này là chắc chắn. Ví dụ thậm chí là những ngành kinh doanh này nọ các thứ đi, mỗi một công ty vận hành mỗi khác, mỗi một hệ thống vận hành mỗi khác. Thậm chí bạn học những ngành rất là xác định, ví dụ như bác sĩ, y dược này nọ các thứ đi, bạn cũng phải học theo kiểu nào đó chứ. Nếu mà mọi người xét, mọi người nghiên cứu thêm về tỷ lệ phần trăm ra trường mà có việc làm, sẽ thấy được là không bao giờ 100%. Họ ra và họ làm được một cái việc nào đó thông qua quá trình học đại học mà phải có một sự cố gắng, một nỗ lực, một cái trải nghiệm nào đó hoặc là một cái kinh nghiệm nào đó. Ví dụ cá nhân anh đi, gần đây những bạn trẻ khoảng cả 20-23 tuổi mới ra trường đúng không? Anh xin lỗi, nhiều khi có nhiều người 7 năm kinh nghiệm. Ví dụ hiện nay anh có 3 dự án. Dự án New Founder là dự án chủ mới, là dự án mà kiểu giống như là dạy những người chủ mới, những người mà kiểu mới, kiểu khởi nghiệp. Một dự án là Trời Đất Oi, một dự án là làm Tùng BT với những dự án bạn đã và đang có để phát triển những dự án mới. Cái người lead đó là 19 tuổi và bạn đã có 5 năm kinh nghiệm trong việc khởi nghiệp. Lúc mà 15 tuổi bạn đạt giải nhì của chương trình của WWF, là chương trình động vật hoang dã của con gấu trúc đó, thì bạn đạt giải nhì và bạn khởi nghiệp từ thời đó đến giờ. Tức là bây giờ giới trẻ họ có nhiều sự tự do hơn, thế giới quá phẳng, những nói chuyện là họ bắt đầu rất sớm, dĩ nhiên nó gắn liền với trào lưu FOMO của những con người khác, với những con người thiên tài này. Và thậm chí cái bạn mà có 19 tuổi mà có 5 năm, 19 tuổi mà có 5 năm kinh nghiệm này á, nếu mà dạy cho bạn ở môi trường đại học thì thỉnh thoảng là cũng không biết dạy cái gì, tại những có ai dạy TikTok đâu, có ai dạy content writer đâu, và có rất nhiều ngành mới cũng không có ai dạy cả. Một là như vậy, cho nên á là cái việc mà để chắc chắn 100% mà để mình có việc làm sau cái độ tuổi ra trường chắc chắn là nằm ở mình. Và nếu
mà bạn cảm thấy là học trong môi trường đại học mà quá khó khăn, mà khó có việc làm, thì cái lỗi chắc chắn là nằm ở bạn. Là tại vì bản thân mình 100% là mình phải quyết định coi là mình làm cái gì, mình ra làm cái gì hiệu quả, làm cái gì mình cảm thấy thoải mái. Thậm chí ví dụ có một cái điều mà anh hay khuyên các bạn trẻ trong quá trình mà ở trên ghế nhà trường á, có nhiều bạn thật ra có đam mê rồi, thật ra có thích rồi, thật ra thích là tôi ra trường tôi làm công ty này nè, có thích chứ không phải thích đâu, nhưng bạn chỉ thích vậy thôi. Giống như kiểu giống như là tự nhiên em yêu một con người nào đó, cái sao em sẽ ngồi thích vậy thôi, và tình đơn phương cả đời, em trẻ tóc hai mái như đang trường và em sống như vậy đó. Và cách đó sống không hiệu quả. Không sống hiệu quả là sao? Ví dụ như thực sự mình có một mục tiêu đúng không, vậy thì mình nên dành thời gian để mình lên mình coi cái job description, mình lên mình coi cái scope of work, và mình soi lại với mình bây giờ vậy thì sao. Đây là một cái chặng đường 4 năm mà mình phải làm sao để mình có thể từ từ mình cày cuộc đời như một cái game. Và thật ra thật là may mắn để mình biết mình thích cái gì. Từ cái mục tiêu đó mình quay ngược trở về mình biết á, vậy sắp tới tôi phải cày level này, tôi phải đánh con boss này, tôi phải có những cái bằng cấp này, tôi phải có những cái trải nghiệm này, để đến lúc mà tôi ra trường thì tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được cái vòng gửi xe, đó là vòng tối thiểu để đi vào một công ty nào đó từ những cái kiến thức, trải nghiệm, bằng cấp. Bằng cấp là certificate, không cần là bachelor. Từ những cái gì mà anh chia sẻ em cảm thấy khá là rõ ràng, đó là khi mà mình lên mình xem thử là cái công việc đó nó đòi hỏi cái gì, và mình tự ướm lại với bản thân mình xem là mình còn thiếu cái gì, mình cần bổ sung cái gì, và từ đó mình cố gắng rèn luyện để mà phù hợp với cái tiêu chí của cái công việc đó. Vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng đó là trong suốt cái hành trình khởi nghiệp của anh, em tạm gọi là khởi nghiệp mà đi ngược lối đi, thì anh nhận ra là đâu là những cái bài học mà giúp cho anh có thể gia cố thêm cái giá trị của bản thân của mình, cái niềm tin của bản thân của mình về cái lựa chọn của mình, khi mà cái lựa chọn đó không có quá nhiều người ủng hộ, khi mà cái lựa chọn đó không phải là cái lựa chọn mình nói ra là nhận được cái sự phản ứng tích cực, thì đâu là cái cách giúp cho anh gia cố được cái niềm tin, cái giá trị của bản thân ? Gần đây các bạn nhân viên ở trong team tụi BT và New Founder của anh có cho anh một cái câu slogan. Nó bắt anh phải nói là như thế này. Anh nói là xin chào mọi người, tôi là Tùng BT của những người chủ mới nhà khởi nghiệp real kết quả thật. Thì trong cái đó nó có cái lý do vì sao anh tự tin, là tại vì anh khác những người KOL về mảng khởi nghiệp ở trong thị trường này. Anh làm khởi nghiệp thiệt, tức là cá nhân anh có được những con số thật y chang như đem đi phỏng vấn thôi. Người ta nói là ô, cái dòng này của em là em có khả năng quản lý được thương hiệu này nè, số như thế nào, em làm được bao nhiêu follower, em làm được bao nhiêu traction này, nó các thứ mang về doanh số bao nhiêu, và cái tỷ lệ phần trăm chi phí em dành cho marketing ở trong cái dự án này là bao nhiêu tiền, phải có những con số. Đó là lý do vì sao anh có một cái dịch vụ dành cho các bạn ra khỏi cái môi trường của anh, là anh giúp các bạn sửa CV để các bạn có được một tương lai tốt hơn. Và anh thấy 90% là anh giúp các bạn có một con số. Anh hay nhìn vô CV các bạn, ủa mày làm giỏi mà, tại sao mày không có con số mày? Đó kiểu vậy. Vậy thì mình sống cuộc đời mình phải có số má. Có má là một điều tuyệt vời, dĩ nhiên. Và mình còn phải có số nữa. Để muốn có số thì mình phải nỗ lực trong từng cái thứ mình làm để mình đạt được những mục tiêu, mang cái KPI và có một con số phù hợp. Và từ con số đó nó củng cố một cách trực tiếp vào niềm tin là mình có thể làm được. Làm sao biết một con người đủ giỏi, làm sao biết một con người có thể làm được những thứ trong cuộc đời? Tại vì trong quá khứ họ đã làm được chuyện đó rồi. Và vừa rồi là những phần chia sẻ hết sức thú vị đến từ anh Tùng BT liên quan đến chủ đề cô đơn trên hành trình phát triển sự nghiệp. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2. Chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn trẻ Gen Z mà tại đây bạn sẽ chia sẻ câu chuyện người thật, việc thật của mình liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Bản thân bạn cũng đang lựa chọn một cái con đường, một cái hướng đi rất là mới và không có quá nhiều người ủng hộ cho hướng đi của bạn, khiến bạn cảm thấy là vô định trên con đường này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ bạn Gen Z để cùng giải đáp những thắc mắc của bạn nhé. Thay vì vô định, hãy vô địch. Hello bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho mọi người đang xem Career Check có thể hiểu về bạn được không? Em chào chị Bình, em chào anh Tùng BT. Em là Móm, là sinh viên năm tư ngành kỹ thuật y sinh, và phân ngành của em hiện tại là khởi nghiệp, một phân ngành khá là lạ trong một cái ngành thuần về nghiên cứu và kỹ thuật. Và chính cái việc mà em chọn cái phân ngành lạ như vậy khiến cho em có nhiều băn khoăn trong cái hành trình phát triển sự nghiệp của mình. Và hôm nay em đến đây là để nhờ anh Tùng giải đáp những cái băn khoăn của em. Thật ra thì cả chị và anh Tùng ở đây đều không phải là người ở trong cái ngành của bạn là kỹ thuật y sinh, cho nên là em có thể kể một chút về cái lý do tại sao mà em lựa chọn cái ngành học này của mình hay không, và cho đến thời điểm hiện tại thì tại sao em lại cảm thấy mông lung về cái lựa chọn đó của mình. Sau khi mà học ngành này được một năm thì em phát hiện ra là em rất ghét ngành này. Thật sự ngành này không, ngành này rất tốt nha, nhưng mà bản thân em do những cái kỹ năng của em không phù hợp khiến cho em ghét ngành này, thật sự rất ghét. Và lúc đó thì em vô tình nghe nói là khoa em đang có định hướng là mở ra hướng khởi nghiệp. Và em thấy rất hứng thú và em đã theo. Cho tới hiện tại thì em đang là người duy nhất trong cái khóa của em còn theo hướng này. Anh thấy ngành của em là ngành công nghệ y chang anh luôn.
thì thật ra anh cũng y chang vậy. Thật là anh học máy tính là một ngành rất là đặc thù. Sau đó tự nhiên tụi anh cũng có một cái môn học do một thầy tên là Vũ Dương mà nó respect mở ra, và anh cũng là một những người, thật ra là tụi anh là nguyên nửa lớp đi theo ngành khởi nghiệp luôn, không theo ngành IT luôn. Thì cho anh hỏi là thật sự là với lại người duy nhất mà đi theo ngành mà khởi nghiệp trong một cái ngành rất lạ mà anh nói thiệt anh không biết em làm cái gì luôn, thì khởi nghiệp trong lĩnh vực của em có thể vài gạch đầu dòng khởi nghiệp kiểu như thế nào, tức là mọi người đã cho em là vẽ đường như hươu chạy là A B C D Z thì nó sẽ là có những lựa chọn nào? Cho tới hiện tại những gì em làm gần như là em tự học và tự vạch ra định hướng cho mình. Mặc dù là khoa em nó là mong muốn là mở ra ngành đó, tuy nhiên gần như không có giáo viên để giảng dạy hướng này. Và cho đến nay em học những gì mình cho rằng mình cần học, dẫn đến việc là em không biết em đã học đúng những cái em cần học hay chưa, và em đã làm những thứ em cần phải làm hay chưa. Và cho đến nay mặc dù có những kết quả nho nhỏ, tuy nhiên nó chưa được cụ thể hóa, tức là em vẫn chưa thể nói cho người khác biết là mình đã làm được gì, mà nó chỉ là một cái cảm nhận hay là những kết quả nó không được số hóa thôi, và khiến cho em có những cái mong luôn kiểu là theo hướng này thật sự đúng hay không. Em sinh viên năm mấy ta? Em 22. Là năm tư. Vậy là cuối năm rồi, sắp ra trường rồi, chúc mừng em giá. Em học 5 năm. Vẫn còn thêm 1 năm nữa, cố gắng lên, rồi sẽ qua thôi mà. Cho anh hỏi là tức là em đã có rất là nhiều kết quả chưa được số hóa, thì em có thể liệt kê những kết quả mà em cảm thấy tự hào nhất trong quá trình em học được. Em hiện đang có kinh nghiệm hơn 1 năm là leader team khởi nghiệp của một dự án nghiên cứu. Em cũng có đi thi những cuộc thi quốc tế và cũng có một vài thành tích. Ủa ngon mà, ok mà. Và em cũng đã từng được mời để đại diện trường đi thi cuộc thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủa vậy là có số có gì nữa? Có số có má là có gì nữa? Tức là ý là em anh chưa hiểu là em tự ti ở chỗ nào? Vậy thật ra là em so với rất nhiều bạn ở Sài Gòn, nói riêng và Việt Nam nói chung là cũng kiểu hơi bị xịn á. Dạ, thì tuy nhiên là những cái đó nhìn lại thì em thấy là nó liệu có thật sự áp dụng được cho cái hướng khởi nghiệp tương lai của mình hay không. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm làm leader team khởi nghiệp tại dự án, em đã làm qua rất nhiều lĩnh vực như là từ làm truyền thông, marketing, phát tờ rơi, chăm sóc khách hàng và thậm chí làm việc với các đối tác. Tuy nhiên thì em nhận ra là mọi thứ em biết một xíu và không hề có một cái kỹ năng nào gọi là cứng, dẫn đến việc là tới lúc mà em làm CV để em xin thực tập, em không biết là em nộp vào vị trí nào. Thì tới lúc đó em bắt đầu hoang mang. Em vẫn đang list cái team khởi nghiệp của em. Có thể nói chi tiết hơn là team khởi nghiệp của em làm gì không? Thực ra thì đó là một dự án nghiên cứu thì đúng hơn. Và em list team khởi nghiệp lúc ban đầu thì thật sự là muốn khởi nghiệp, nhưng mà về sau thì chẳng thấy là cái dự án nghiên cứu này nó kéo dài quá lâu, và việc khởi nghiệp á nó chưa thực sự là chín mùi. Bởi vì theo như biết là những cái nghiên cứu về sức khỏe con người á nó cần thời gian nghiên cứu rất lâu, dẫn đến việc đó là cho tới nay dự án này nó chỉ có thể là bỏ tiền ra để nghiên cứu chứ chưa thể thương mại hóa. Anh hiểu rồi. Cho anh hỏi là ví dụ như theo em định nghĩa một môi trường mà thực tế thì em sẽ có được cái gì từ môi trường đó? Bản thân em tự nhận thức được là em học qua những thứ kinh nghiệm tốt hơn là những thứ học theo sách vở. Và cái thứ em đang tìm kiếm đó là được làm những việc thật và kết quả thật. Và cho đến nay những cái kết quả mà em đạt được á, em cảm thấy là em chưa hài lòng lắm với những kết quả em đạt được. Anh xin lỗi, anh xin phép phản biện chút xíu. Thật ra với những kết quả mà em đã và đang có, anh thấy nó rất thật, rất real. Là tại vì không phải ai cũng đạt giải quốc tế, không phải ai cũng đạt giải ở trong cái cuộc thi quốc gia, và không phải ai cũng có thể lead được một team dự án làm tới nơi tới chốn. Anh nghĩ ok, nếu mà em quyết định mà có thể intern hoặc thậm chí có thể làm executive hoặc thậm chí làm lãnh đạo những công ty vừa và nhỏ hoặc những công ty startup, anh tin là em có thể làm được với lại những gì mà em đã làm. Cái rào cản của em là gì? Tại anh không tin là em khó khăn trong việc làm một cái CV để nộp những công ty đó. Thì rào cản của em cảm thấy đó là với khả năng hiện tại của em, nếu em làm ra một cái khởi nghiệp thật sự, em nghĩ chắc chắn là em sẽ thất bại. Do những cái kỹ năng của em, thứ nhất là do em tự học, thứ hai nữa là em học những thứ em cho rằng nó cần học, thứ ba nữa là em không thể hệ thống hóa những cái kiến thức em đã học lại thành một bộ kỹ năng để nó có thể hỗ trợ với nhau, mà là những thứ rời rạc em tích góp em được nhặt được. Cho nên anh mới thấy là cái hướng mà hồi nãy em mới vừa nói là xin vào thực tập, nó là một cái định hướng mà mình đứng trên đôi vai người khổng lồ lùng. Cho nên là anh thấy cái hướng đi của em nó cũng giải quyết được cái vấn đề mà em rào cản em đang mắc phải, là mình có mặt cho một công ty khởi nghiệp thực sự và từ đó mình tạo những kết quả mang tính thực tế để chứng minh cho mình thấy là mình thực tiễn, đúng không?
đó là cái thứ cái hướng mà em nghĩ là em sẽ đi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì rõ ràng là thực sự anh không thấy em gặp vấn đề ở đây. Mình cần gì, muốn gì, và có vẻ như cái khoảng thời gian mà để chứng minh cho bản thân ở trong môi trường là đủ. Và đây là thời điểm còn một năm còn lại để khi ra trường, và đây là một cái thời điểm em phải đi tìm kết quả thực tế cho mình. Và anh thấy là những người ở chung thế hệ em không có nhiều người như em. Để cho em học được cái môi trường hiện tại thì mẹ em sáng 5/7 ngày buổi sáng mẹ em ăn khoai lang. Cái sự mông lung nằm ở chỗ là em chỉ sợ là bản thân mình không đủ nỗ lực, không đủ cố gắng, không đủ sức để làm sao mà có thể đạt được kết quả ở trong môi trường mới mình đã lựa chọn. Thì vậy thì cố lên, không còn cách nào khác. Khi mà bạn đăng ký cái profile để tham gia chương trình thì bạn có nói là bạn học cái ngành khởi nghiệp trong kỹ thuật y sinh và bạn muốn là sau đó thì bạn sẽ có một cái startup liên quan đến healthcare. Và bạn cảm thấy là khi mà nói ra cái quyết định khởi nghiệp này với những người xung quanh, ba mẹ không ủng hộ. Và chính cái chuyện đó khiến cho bạn cảm thấy là mình không biết có nên lựa chọn cái con đường khởi nghiệp trong cái lĩnh vực này hay không. Đó chắc cũng là một phần những cái lo lắng của bạn kèm theo cái việc là hồi nãy intern, thì em không biết liệu rằng là khi mà sau khi mà nghe xong cái profile của bạn á, thì anh Tùng sẽ nhận định như thế nào về cái việc là bạn quyết định khởi nghiệp ngay sau khi mà học xong cái ngành này, và trong một cái mảng healthcare cũng là một cái mảng cũng khá là khó nữa. Thì anh sẽ có cái lời khuyên gì cho bạn? Anh đang rà soát lại, thì khi mà anh gặp một người hoặc là anh tư vấn hoặc là mentor hoặc là coaching thì lúc nào cũng rà soát lại và có thể thấy được á, nhiều khi là bạn xạo, anh giỡn thôi nhưng mà cái sự thật cụ thể là thấy là thực ra là anh thấy bạn là một người khá logic, anh thấy bạn là một người khá thành công trong cái thế hệ của bạn, mà anh thấy là bản thân bạn móm đúng không? Anh thấy được á là có thể là bạn rất đắn đo, rất mơ hồ, rất xíu sự tự tin trong cái chuyện mà mở ra một công ty về ngành sức khỏe, có thể là như vậy. Nhưng mà rõ ràng trong con người này, đây là một con người đúng là học khoa học, rất là logic, đã có những cái dữ kiện, mà nó không có dữ kiện, nhưng mà rà soát nãy giờ là thấy rất là nhiều dữ kiện là chứng minh được, tức là có thể rất là khó để bạn có thể lãnh đạo ngay. Và bạn cũng tự nhận định từ trong cái conversation nãy giờ là bạn không muốn luôn, bạn biết là bạn làm bạn sẽ fail, cho nên bạn mới quyết định ok, tôi sẽ phải đi thực tập làm cái này làm cái kia để rồi tôi có kết quả thực tế. Thì rõ ràng đây là một con người rất là thông minh, họ đã biết họ làm gì rồi, nhiều khi là chỉ cần ngồi với mình để mình confirm lại cái thứ mà họ đã và đang làm thôi. Anh xin lỗi nhưng mà anh phải nói một cái hiện thực ở chỗ là thật ra giới trẻ bây giờ rất là thông minh, giới trẻ rất là giỏi, và bạn này học kỹ thuật y sinh là một ngành mà anh tin là đòi hỏi logic cao, cái cách bạn nói chuyện cũng rất là logic nãy giờ lớp lang, có thể là nhiều khi bạn hơi rung nhưng mà rõ ràng là từ chuyện này sọ chuyện kia thì nó rất là liên quan với nhau. Và từ cái chuyện đó anh nhận định là bạn đang học một cái môi trường mà anh tin là nó cũng không phải dễ để vào, đúng không ta? Thì từ cái vibe nói chuyện giống nhau y chang, nói chuyện với em khoa học máy tính nhanh gì á. Bởi vậy từ cái việc đó cho thấy được cái chuyện á là thỉnh thoảng các bạn trẻ bây giờ thực sự họ biết chính xác họ phải làm gì, họ rất hiểu mình, họ rất hiểu những con số mình đã và đang có, họ biết cái hướng đi mà like và bạn này rõ ràng là như vậy, và họ biết là bây giờ cái thứ mơ hồ duy nhất họ cảm giác là họ sợ một cái khoảng cách. Họ sắp xếp được hết luôn, họ nghiên cứu và anh tin là em có nghiên cứu đó, cho nên là nghiên cứu xong mình biết làm gì, mình chỉ làm cái đó. Và cái thứ sợ nhiều khi xác suất cao là đơn giản là sợ thứ mình chưa biết. Và cái bản chất của con người sợ là gì, định nghĩa của sự sợ là một cảm xúc tiêu cực gắn bó với những thứ mình không biết, mình không kiểm soát được, cho nên cái cảm xúc sợ là bình thường. Cho nên á, là trong buổi ngày hôm nay thì anh tin á, là mình phải đối mặt với chuyện đó nên mình đi tiếp. Ok nhất có thể cho anh hỏi là cái sự sợ nhất của em là gì? Sự sợ nhất của em đó là mình không có một cái điểm gì nổi bật, không có một cái kỹ năng nào nổi bật. Vậy thì anh muốn hỏi lại em một lần nữa và muốn em tự nghiệm là bản thân và trả lời chân thành đối với chính mình. Em trả lời chính bản thân mình thì em thấy là mình có điểm gì nổi bật trong cuộc đời mình? Em có một cái sự lì. Em rất nể sự lì của em. Đó tuyệt vời. Anh cũng thế. Dạ vâng. Thì hồi năm nhất em là một đứa có một cái combo điểm trừ rất lớn, đó là vừa hướng nội vừa kém giao tiếp. Và trong khoảng thời gian từ năm nhất tới năm ba, đó là một cái khoảng thời gian mà rất là khó khăn. Và em đã thành công trong cái việc là cải thiện, khắc phục những cái nhược điểm đó. Và cho tới hiện tại thì có những người bạn mới chơi với em được khoảng 3-4 tháng, họ không còn nhận ra em là một người hướng nội nữa. Anh cũng y chang em. Anh một là logic, hai là học cũng giỏi, ba là cũng rất là lì lợm. Thì cho nên là anh nghĩ là cái sự lì là một cái thứ vô cùng quan trọng trong quá trình mà mình làm bất cứ chuyện gì. Thật ra cái câu hỏi hồi nãy em nói á, là bây giờ em không có một cái thứ gì đi quá sâu, là tại vì đơn giản là trong quá trình mà em làm từ đó đến giờ em cũng trải nghiệm, em cũng khám phá, em đi ngang,
mà đi ngang rất là phù hợp cho khởi nghiệp nha. Ví dụ như tại vì đơn giản á, là mình học toán thì mình chuyên toán thôi, mình chuyên học tài chính thì mình chuyên tài chính thôi, nhưng mà khởi nghiệp thì mình phải biết từ tài chính cho đến nhân sự, cho đến quy trình, cho đến hệ thống, cho đến cái kỹ thuật y sinh, tức là bản chất cái việc tạo ra sản phẩm mình muốn tạo ra cho đối tượng khách hàng nào đó. Cho anh hỏi trong giai đoạn tiếp theo em vẫn muốn tiếp tục đi ngang với dạng là intern, làm quản lý, làm ấy, làm những cái nhiệm vụ mang tính quản lý timeline, hay là muốn tập trung đầu tư vô việc làm sản phẩm tại vì ngành của em á. Cho anh hỏi có phải là tập trung việc làm ra sản phẩm không? Dạ đúng á. Vậy thì em muốn đi hướng nào? Muốn đi ngang tiếp hay đi dọc? Thực sự thì đó là một câu hỏi mà em rất muốn hỏi, bởi vì bản thân em không chắc là em có thể trả lời đúng được câu này. Cho anh hỏi nha, về chuyên môn kỹ thuật y sinh, khả năng, em thấy khả năng của mình đi sâu trong ngành này nó có tưởng tượng khả năng thôi, không quan tâm tới yếu tố khác, từ 1 tới 10 là bao nhiêu điểm? 7 điểm. Tuyệt vời. Cho anh hỏi là sở thích của em trong ngành kỹ thuật y sinh là bao nhiêu điểm? 7 điểm luôn ạ. Chắc không? Chắc. Ok, rồi. Cho anh hỏi là thu nhập của ngành này về mặt tương lai em ra trường là bao nhiêu điểm? Khoảng 6 tới 8 điểm. Ok. Em cảm thấy ngành này có ý nghĩa với em, ý nghĩa xã hội là bao nhiêu điểm? 8 đến 9 điểm. Tám đến 9 điểm. Vậy thì trung bình cái điểm Ikigai của em, anh chưa biết là cái tỷ lệ cái nào quan trọng hơn, thì nó là trên trung bình và nó cũng khá cao. 7 chấm mấy. 7 chấm mấy thì thực ra là em hoàn toàn có thể đi ngành này cũng được. Đó. Cho anh hỏi quản lý chung chung doanh nghiệp, CEO quản lý công ty doanh số 100 triệu kiểu vậy. Cho anh hỏi là cái khả năng hiện nay của em là bao nhiêu điểm? Tận tin thì là 7 điểm. Cái 7 điểm. Thích 9 điểm. Thu nhập thì em chưa có thu nhập. Em dự đoán là với lại khả năng của em là bao nhiêu? Cảm nhận được sẽ có con số trong đầu. 7 đến 8 điểm. Ok. Ý nghĩa? Trên 9. Vậy thì có vẻ như là cái em có hai cái sự nghiệp song song. Một là bản chất làm ra sản phẩm trong ngành kỹ thuật y sinh. Hai là bản chất trong cái việc là điều hành doanh nghiệp, thì có vẻ em thích cái hướng này hơn. Em phù hợp với hướng này mà bản thân mình ấy, nhưng mà dĩ nhiên phải test thực tế, phải ra thực tế thì mới phù hợp nha. Bởi vậy như vậy á, cho nên là cho anh hỏi là những cái đơn mà em vừa apply intern là em theo hướng nào? Hướng kinh doanh hay là hướng hướng chịu dọc? Hướng kinh doanh. Em xin thực tập vào những nơi nghiên cứu mà họ muốn thành lập doanh nghiệp, thành lập startup. Và em đóng vai trò như là một người hỗ trợ họ trong việc lập doanh nghiệp. Ồ, tuyệt vời. Vậy thì rõ ràng là từ cái những cái số liệu trong quá khứ, từ cái việc mà lãnh đạo của em, từ cái việc mà em đang intern vô đúng cái thứ mà em cực kỳ thích. Và ngoài ra em có một, anh xin lỗi, bây giờ cái ngành này nhiều khi là không còn là sự nghiệp chính, mà là sự nghiệp phụ của em và cái thứ. Em sẽ ra trường chứ hả? Thì em sẽ ra trường. Vậy thì anh thấy là cái con đường em rất là trơn tru và hoàn hảo. Vậy thì cái thứ quan trọng nhất là làm sao để mình intern trong một công ty nào đó và mình hoàn thành trọn vẹn những cái KPI, những cam kết, những deadline của mình. Vậy là xong rồi. Cho nói thêm một cái nữa là em cảm thấy gì nếu mà nói về ba từ khóa tiêu cực và tích cực nổi ra trong đầu em tối hôm nay về cuộc đời của mình, em đang cảm thấy cuộc đời mình như thế nào? Tích cực thứ nhất là may mắn đúng thời điểm, tiêu cực đó là sự vô định và sự cô đơn. Cho anh hỏi, nhắc đến cô đơn thì nhắc đến kết nối, thì cái kết nối nào tại thời điểm bây giờ là quan trọng nhất với em? Có lẽ là gia đình. Em có đang ở với gia đình không? Dạ không. Gia đình em ở đâu ta? Ở quê, ở Bà Rịa. Cho anh hỏi trong vòng một năm qua liệt kê cho anh cái khoảnh khắc mà em cảm thấy kết nối, số điểm kết nối với gia đình từ 1 tới 10 là 9 điểm hoặc 9 rưỡi. Cái khoảnh khắc đó là như thế nào? Có thể kể cho anh nghe được. Là cái khoảnh khắc mà em nhận ra là để cho em học được cái môi trường hiện tại thì mẹ em 5 trên 7 ngày khoảng đó, buổi sáng mẹ em ăn khoai lang. Và những cái buổi còn lại thì mẹ em đều ăn rất là tiết kiệm. Và khi mà em nhận ra thì em thật sự là rất thương. Và đó là cái điều mà thôi thúc em là phải kiếm tiền từ sớm. Vậy thì cũng rõ lý do vì sao em lại làm nhiều thứ như vậy. Lý do vì sao em nỗ lực rất là nhiều so với những bạn đồng trang lứa. Và lý do vì sao em phải thành công. Thì đó là mình rà soát để mình biết được thật sự là cái nguồn cơn của cái động lực mình đến từ đâu. Nhưng mà bây giờ mình giả sử mình lựa chọn một cuộc sống nó hạnh phúc hơn và kết nối hơn chút xíu. Cho anh hỏi cái điểm kết nối với em với mẹ là hiện giờ là bao nhiêu điểm? Điểm kết nối của em và mẹ chắc có vẻ là 7 điểm. Em tính nó 6 nhưng mà 7 đúng không? Vậy xét 6.5 đi ha. Điều đó có nghĩa là nó có thể phát triển được. Vậy thì cho anh hỏi là nếu mà em có bất cứ một hành động nào để hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để có thể tăng cái số điểm lên 8.5 thì em sẽ làm gì? Em sẽ nói chuyện với mẹ em nhiều hơn. Tại vì thật sự thời gian mà em nói chuyện, tâm sự với mẹ em càng ngày càng ít đi. Do em quá tham làm những cái thứ mà em nghĩ em phải làm. Rồi từ đó thì cái thời gian mà em kết nối với mẹ nó ít đi dần dần. Anh nghĩ cái chuyện đó nó quan trọng. Là tại vì cá nhân anh á, thì trong giai đoạn gần đây thì có một người thân rất thân và anh rất thương trong gia đình đột quỵ. Và anh không còn có thể nói chuyện một cách bình thường
với người đó trong gia đình anh nữa. Và đó lý do vì sao dạo này anh hay về Đà Lạt như vậy. Anh tin á là một trong những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời nó giúp mình bớt cô đơn, nó giúp mình hiểu được vì sao mình cố gắng đến như vậy, và nó giúp mình trở nên hạnh phúc là những kết nối. Và cụ thể là khi mà cái tóc bọc mai của em và cái cách em suy nghĩ là hướng về mẹ, thì cho nên là bây giờ là một cái giai đoạn mà anh nghĩ là một cái bài tập phù hợp cho em á là tăng thời gian, có được những cái ngày giờ cụ thể. Anh tin là em biết em phải tăng bao nhiêu thời gian, anh tin là em biết phải gọi mẹ vào những ngày trong tuần như thế nào, anh tin là em biết phải nói chuyện với mẹ cái gì. Nhưng anh có thêm một cái bài tập nhỏ được không? Một bài tập nhỏ là em có bao giờ em nói chuyện với lại mẹ về những cái quan khoai lang mà mẹ đối xử mà theo em nghĩ là nó tệ với bản thân mẹ. Em có bao giờ nói với mẹ về chuyện đó chưa? À, chưa. Ừ, có một bài tập là anh nghĩ là em có thể trò chuyện với mẹ và nói rõ và là con cảm thấy như thế này, con không muốn như vậy nữa. Thì nói cái cảm xúc của em. Và một là nói về cái câu chuyện đó với mẹ. Nói là em biết ơn mẹ. Và nói là em yêu mẹ. Em có bao giờ em nói em yêu mẹ chưa? Dạ từ rất lâu rồi chưa. Ừ, có thể là cái cuộc gọi điện tiếp theo có thể nói như vậy. Và cái lúc mà em về nhà thì mình sẽ cư xử và mình sẽ có những hành vi. Ví dụ mẹ anh rất là thích thơm má, thơm lên má, mẹ rất là thích cái đó, thì anh sẽ rất là thường xuyên làm cái chuyện đó cho mẹ. Tại vì thỉnh thoảng là nhiều khi là nếu mình không có làm một hành vi mà mình tin là người kia sẽ cảm thấy hạnh phúc, cụ thể là mẹ mình cảm thấy hạnh phúc, thì có một xác suất rất cao là một lúc nào đó mình không còn có thể làm được chuyện đó nữa. Như những gì mà Móng có chia sẻ thì có thể thấy là em cũng có những thành tích, cũng đạt giải ở các cuộc thi rồi. Nhưng mà chị vẫn chưa hiểu là tại sao khi mình đã có một cái kết quả nào đó nó sẽ giúp mình tự tin hơn, nhưng mà bạn thì bạn lại không như vậy. Bạn cảm thấy là cái quyết định mà khởi nghiệp trong cái ngành của bạn á, khiến cho nhiều người cảm thấy viển vông, và chính bản thân em cũng cảm thấy mơ hồ về cái quyết định khởi nghiệp đó. Thì chị khá là tò mò là lý do vì sao, có cái động lực gì đó ở bên trong của em thôi thúc là em muốn khởi nghiệp trong cái lĩnh vực này hay không? Thì cái lý do mà em muốn dấn thân vào cái hướng khởi nghiệp này đó là do khoảng 2 năm trước em có được đọc một bài báo cáo, đó là 90% thiết bị y tế tại Việt Nam phải nhập khẩu từ nước ngoài. Và con số đó càng ngày càng tăng, không hề giảm. Đó là cái động lực đầu tiên khiến em nhen nhóm bước vào cái hướng này. Tuy nhiên thì mặc dù trong suốt hơn một năm em tìm tòi học hỏi trong hướng này có những thành tích nhất định, nhưng em không thấy là có quá nhiều người đã từng thành công trong hướng này. Và những người bạn xung quanh em, mặc dù lúc đầu họ cũng theo hướng giống em nhưng về sau thì họ bỏ hết, thì khiến cho em cảm thấy là vậy thì liệu mình theo hướng này mình có thành công được hay không, trong khi ngoài kia biết bao nhiêu người giỏi mà kiếm không ra người thành công trong hướng này. Thì đó là điều mà thực sự khiến em rất là mong luôn. Thì theo anh hiểu á, có nghĩa là thật ra là em đang muốn làm được một cái sản phẩm, một cái dịch vụ nào đó, mà bây giờ em đang cảm thấy là một là bản thân mình cũng khó khăn cái việc tạo ra cái đó, hai là những người xung quanh mình thì cũng không còn cái sự ủng hộ mà nhiệt thành với lại con đường mình đi, đúng không? Là nó hai vế là như vậy, đúng không? Cho anh hỏi về vế thứ nhất trước, là ví dụ như là cái tỷ lệ phần trăm em có thể làm được cái sản phẩm đó thành công trong thị trường hiện giờ là bao nhiêu? Có vẻ hơi thấp, mà khoảng 40%. 40%. Và có vẻ như là cái sự lựa chọn quyết định của em là em tạm thời em dừng ở 40% và em quyết định em sẽ vô những công ty để em có thể cải thiện kỹ năng, em đã có những nguồn lực và có những mối quan hệ để sau này một lúc nào đó em sẽ thực hiện tiếp cái ước mơ, cái hoài bão của mình, đúng không? Dạ, dạ đúng á. Em nghĩ là bao lâu thời gian em có đủ nguồn lực để đẩy lên 100%? Bản thân em thì chưa đủ khả năng để nhận định cái việc đó. Tuy nhiên thì em vẫn làm việc theo 1%, đó là kỹ trường cành. Em vẫn có những kỹ năng đủ để em có thể làm được một công việc, làm công ăn lương ổn định và sử dụng những nguồn lực mà em đang có để thực hiện những cái đam mê của em. Ừ, nhưng mà anh muốn em nói ra được một cái là tại vì khi mà nói chuyện nãy giờ thì không biết là mọi người cảm thấy như thế nào, nhưng mà anh cảm thấy cái ngọn lửa khởi nghiệp em cũng rất là lớn. Thì cho nên muốn em nói ra được cái chuyện là em mong đợi là đến khi nào. Tại vì cũng hiếm, không nhiều đâu, chắc 10%+ là người ta có được một ước mơ và một cái tầm nhìn cho riêng mình. Thì cho anh hỏi là theo tầm nhìn của em thì bao nhiêu năm là em đạt được 100% để bắt đầu thực hiện thứ mình muốn? Nó sẽ là 3 năm. 3 năm là nhanh đó. 3 năm là nhanh đó. Còn ví dụ bình thường thì là bao nhiêu lâu? Em nghĩ khoảng thời gian tối đa em
em đặt ra cho em đó sẽ là 6 đến 7 năm. Ừ, anh thích cái câu nói là khoảng thời gian tối đa. Tại cái việc mà nói ra được những thứ mình mong muốn nó là một cái thứ rất là quan trọng. Tại để mình làm bất cứ chuyện gì thì nhận thức là cái thứ quan trọng đầu tiên. À, thì trong 6-7 năm đó anh tin á là nó sẽ cần một cái sự tập trung rất là lớn với từng cái bước đi sắp tới của em, đạt từng cái task một, từng cái KPI một, và chỉ tập trung vào cái thứ đó và thứ đó mà thôi. Anh tin đó là thứ quan trọng. Cho anh hỏi ý thứ hai là ở chỗ là cái tầm quan trọng của những người xung quanh em không ủng hộ con đường đi của em nó ảnh hưởng đến em mức độ nào? 10 là một là F you là kiểu vậy. À, thì 1 tới 10 thì nó ảnh hưởng tới em mức độ nào? Thực ra thì ảnh hưởng không nhiều. Bao nhiêu điểm thôi? Chắc chỉ là 3 điểm, 2-3 điểm. Nhưng mà tại sao tuy là 3 điểm nhưng em vẫn nhắc lại trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay? Tại vì trong đó có mẹ em. À, mẹ em mặc dù không hoàn toàn phản đối nhưng mà qua cách nói của mẹ em thì em hiểu là tuy ủng hộ quyết định của em nhưng mà em vẫn có cái sự lo lắng nhất định. Cho anh hỏi cái điểm ủng hộ trước cái tầm nhìn của em là bao nhiêu điểm? Mẹ em ủng hộ 6 điểm. Cho anh hỏi cái sự lo lắng của mẹ em chứ lo lắng là 10 là... một là kiếm thì à, lo lắng của mẹ em thuộc tới 10 là bao nhiêu điểm? 7 điểm. Ừ, ok, cũng tương đối lo lắng ha. Rồi cho anh hỏi với lại cái quyết định mà đi vào công ty lớn ổn định intern của em bây giờ, mẹ em lo lắng bao nhiêu điểm và ủng hộ bao nhiêu điểm? Vì đó mẹ em hoàn toàn ủng hộ. Ừ, 10 điểm. À, lo lắng nhiêu điểm? Chắc bằng không. À, ok. Vậy thì actually em là mama boy, em đang sống y chang như mẹ muốn và vẫn thực hiện được cái ước mơ của em, đúng không? À, xong rồi. Vậy là xong rồi. Vậy là ok rồi. Vậy là tuyệt vời. Ồ, vậy là cuộc đời của em hoàn hảo. Em một là có những dữ kiện tốt để chứng minh là mình giỏi. Hai, đi một con đường mà em tin là có nhiều cái khả năng để em có thể hoàn thành được công việc của mình. Ba, em nhắc về mẹ và rõ ràng mẹ là mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời của em, đúng không? Và em đang hoàn toàn thỏa mãn mẹ. Anh xin lỗi, anh không làm được như em. Tại lúc mà anh chia sẻ, anh cá lên chia sẻ bố mẹ anh sẽ lo lắng 1.000 điểm trên 10 và 0% ủng hộ. Đó, thì thật ra là em là một người khá may mắn. À, tại vì à, rõ ràng cái con đường em đi nó rất là logic. À, cái công ty em sắp làm và rõ ràng tỷ lệ thành công cao là được em cũng thích cái trường đó, chuyện đó và ba mẹ ủng hộ. Chỉ có chuyện lo lắng chút xíu thì cố gắng hoàn thành từng việc một vậy thôi. Vừa rồi là một cái phần coaching rất là sâu dành cho bạn Móm, và chị cũng hy vọng rằng là những cái câu hỏi của anh Tùng cũng đâu đó giúp cho em có thể nghiệm ra được những cái phần bên trong của mình mà từ trước tới giờ đôi khi là mình chưa có cơ hội để mình có người hỏi mình những câu hỏi như vậy. Vậy thì không biết là ngoài những cái phần mà anh Tùng chia sẻ vừa rồi thì Móm có còn câu hỏi gì thắc mắc đối với anh Tùng nữa hay không, thì em cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp dành cho anh Tùng luôn ha. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh Tùng. Đó là cái kỹ năng cứng nào giúp cho anh Tùng thành công ở cái khởi nghiệp đầu tiên? Ví dụ như là giống như em chơi game đi, em sẽ có kỹ năng damage đúng không? Mana, kiểu stamina, anh là kỹ năng luck, kỹ năng may mắn. Anh biết sao anh thấy anh may mắn nhiều trong cuộc đời lắm. Tức là ví dụ như là cái lần gói bông đầu tiên là cũng kiểu găng hên này nọ các thứ, kiểu anh cũng hơi liều nữa. Anh cứ thế mà anh làm. Rồi thậm chí là cái khởi nghiệp anh làm flashcard này nọ các thứ cũng là anh rất là dấn thân, anh làm. Rồi xong anh thấy anh không đủ trình độ, anh bắt đầu anh đi ra, anh thi thử cái anh cũng giống em, anh cũng đậu anh. Em là nhiều cuộc thi, em thi có còn thi à. Mà anh đậu hàng nhì, đó. Rồi xong anh làm thời gian, cái anh thấy không đủ, cái anh apply vô công ty lớn. Cái xong rồi anh học tự nhiên mà anh vô assistant brand manager luôn. Ở trong một công ty tập đoàn lớn luôn. Mà có nhiều bạn làm marketing thi vô không đậu. Anh nghĩ á, là cái sự may mắn đó, nó giống như mình đặt cược vô cái bản thân mình, nhưng mà cái cược nó đi kèm với sự nỗ lực, nó không phải là kiểu giá số không trúng bao giờ trúng đâu. Rất là khó, nhưng mà cái chuyện mà mình dấn thân mình làm, và cái chuyện một cái nỗi sợ từ bên trong bản thân anh nữa là tại vì những cái quyết định của anh nó khá đặc thù và nó giống như là người đu trên dây vậy đó, thì mình rất sợ hãi cảm giác mình rơi rất là nhiều. Mình đồng thời mình cũng cảm thấy hào hứng trước chuyện rơi đó, nhưng mà mình cũng vô cùng sợ hãi. Điều đó dẫn đến chuyện là anh y chang như em vậy. Ở chỗ á, là sẽ nỗ lực hết mức, anh không làm thôi. Nhưng mà làm là cố gắng đạt được kết quả tối đa. Đi thi là phải đậu. Đó, list là phải đàng hoàng. Không đàng hoàng, chốt lỗ, làm dự án mới, vô intern, làm tới nơi đấy trốn, cam kết cái gì, làm cái đó. Gọi là professional communication, là phải đảm bảo được những cái như vậy. Tức là anh nghĩ là một là dĩ nhiên là may mắn nó đến từ cái việc là mình sẵn sàng, mình dấn thân với những thứ mình chưa biết,
mình sẵn sàng mình hoạch định lại cái cuộc đời mình như thế nào cho nó phù hợp và sắp xếp, và time management đi kèm với sự kỷ luật. Và một cái nữa là cuối cùng á, là khi mà dấn thân xong, làm kết quả xong, mình phải lập tức mình nghiệm lại liền, tại cuộc đời mình có giới hạn. Cho nên là khi mà mình nghiệm lại, mình cảm thấy cái gì hợp và không hợp, thì từ đó mình có thể cân chỉnh để mình, cuộc đời mình á, mọi người cứ nghĩ là một con đường thẳng không, nó rất nhiều ngã rẽ khác nhau. Anh thấy em y chang anh ở chỗ là mỗi một lần em có kết quả, em sẽ dự định một cái course of life, em sẽ dự định một cái hành trình mới cho cuộc đời em. Em làm y chang vậy đúng không? Và đây là một cái thời điểm anh nghĩ là sự mông lung nằm ở chỗ nó không phải là một quyết định, thì em đã quyết định rồi. Cái sự mông lung nằm ở chỗ là em chỉ sợ là bản thân mình không đủ nỗ lực, không đủ cố gắng, không đủ sức để làm sao mà có thể đạt được kết quả ở trong môi trường mới mình đã lựa chọn. Thì vậy thì cố lên, không còn cách nào khác. Thật sự thì nghe anh Tùng nói, em cảm thấy như là anh chọc trúng tim đen của em vậy đó. Và em nhận ra là cái vấn đề em gặp nó không lớn như em nghĩ. Chẳng qua là em chưa dành thời gian để em nhìn nhận lại bản thân một cách thực sự hiệu quả. Là em cũng giống anh là học ngành, một ngành rất là kỹ thuật. Nhưng mà thật ra anh nói thiệt á, là về mặt gọi là số má số liệu này nó có thứ em hơn anh á. Ừ, em hơn anh hồi xưa á, nói thiệt. Rồi sau đó thì bây giờ là hồi xưa anh đâu có nghĩ tới chuyện là, tại vì thật ra có nhiều dự án anh rất là nhây, anh không dám chốt lỗ, nên mà em rất là dũng cảm. Em chốt một cái thứ mà anh nghĩ là ok, mình xong mà mình có được kết quả rồi, đến thời điểm mình phải trải nghiệm một thứ mới, anh em rất là dũng cảm trong việc đó. Cái thứ mà em lo lắng thì khi mà mình lo lắng một cái thứ gì đó, đó là tín hiệu cho việc, báo hiệu là mình phải nỗ lực hơn, quyết liệt hơn và tập trung hơn trong việc đạt được thứ mình muốn. Và khi mà mình đã hiểu rõ được cái hành trình của mình rất là logic như vậy, và mình hiểu rõ được cái nguồn lực, nguồn cơn, cái lý do vì sao mình nỗ lực và cố gắng như vậy, thì nó là một hành trình song song giữa việc mình cố gắng mình đạt được thứ mình muốn trong cuộc đời với một cái sự logic rất là vững chãi, nương tựa lý trí, song hành với việc thực sự đi tìm cái việc kết nối và tiệm cận với những mối quan hệ mà thực sự quan trọng. Đối với em là như vậy. Qua cái phần coach của anh Tùng vừa rồi thì không biết là Móm đã cảm thấy là thỏa mãn chưa, hay là có thêm câu hỏi gì dành cho anh Tùng nữa hay không? Thông qua cái buổi nói chuyện hôm nay với anh Tùng, thật sự em cảm thấy là em đã gỡ rõ được rất nhiều khúc mắc trong lòng. Em thật sự rất rất cảm ơn anh Tùng. Và hy vọng rằng là với những bạn trẻ Gen Z, các bạn cũng đang gặp phải trường hợp giống như bạn Móm, có thể là bạn chưa tìm ra được hướng đi của mình, hoặc có thể bạn đã tìm ra được hướng đi nhưng mà bạn có một cái khoảng cách từ cái nơi bạn đứng cho đến cái tầm nhìn mà bạn có là một khoảng cách quá dài, khiến bạn cảm thấy có một nỗi sợ. Thì hy vọng rằng là thông qua những cái gì mà anh Tùng chia sẻ trong buổi ngày hôm nay, tạo ra kết quả, tạo cho mình một cái không gian để mình có thể đủ thử nghiệm, thử thách, giúp cho mình hiểu là cái công việc đó có cho mình được cái cảm giác thoải mái, thay vì cứ chạy theo đi tìm cái cảm giác thích và đam mê. Thì thoải mái là một cái keyword cũng đã được anh Tùng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và các bạn ơi, kết quả là một thứ có số có má, giống như anh Tùng chia sẻ, là thứ dữ liệu sẽ giúp cho chúng ta biết rõ hơn về cái công việc, về cái dự định mà mình cần làm là gì. Và Thu Bình cũng tin chắc rằng là từ những cái dữ liệu đó, nó cũng sẽ giúp cho các bạn bớt đi cái phần vô định, mơ hồ về cái con đường mà mình chọn. Và hy vọng rằng là thông qua những nội dung được chia sẻ trong chương trình Career Check ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn bớt đi cái cảm giác cô đơn trong hành trình phát triển sự nghiệp của mình. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì không biết là anh Tùng có lời nhắn nhủ hoặc là chia sẻ gì đến với các bạn trẻ Gen Z đang xem chương trình ngày hôm nay không ạ? Cá nhân anh á, thì chương trình ngày hôm nay chỉ làm hai phần. Phần đầu là anh chia sẻ quan điểm, anh có quan điểm rất là rõ ràng, cụ thể, và anh biết mình muốn gì, cần gì. Nhưng mà khi mà gặp bạn á, thì anh lại đổi vai chút xíu, anh đổi mũ chút xíu. Anh là một người coach thì có thể để ý á, là cái tỷ lệ phần trăm anh khuyên các bạn chắc khoảng dưới 20%, nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm rất cao là cái sự thấu cảm và giúp cho bạn hiểu được chính mình, những quyết định chính mình, và tự tin hơn trong với những gì mình có. Mình sẽ tự tin hơn khi mình biết được mình có cái gì, mình không có cái gì, và những lựa chọn mình đã và đang có. Thì cho nên là anh cũng muốn các bạn đối xử với cuộc đời của mình tương tự như vậy từ đây về sau. Tức là cái việc đầu tiên, bản chất của sự tự tin là việc hiểu mình, chấp nhận mình có cái gì, không có cái gì, nhận định sự thật là gì, và mình từ đó, từ cái việc mà chấp nhận mình như mình đang là, mình có thể đi tiếp những chặng đường tiếp theo từ cái thứ không mơ hồ, không ảo giác mà rất thực tế từ bản thân mình trong hiện tại. Và rõ ràng anh tin là bất cứ bạn trẻ nào cũng tương tự như bạn Móm, nhưng hồ đều có thể có được những bước đi tốt hơn nếu các bạn có thể trải nghiệm qua được cái hành trình thấu cảm chính bản thân mình và hiểu bản thân mình hơn nữa. Anh tin là như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều, và một lần nữa thì cảm ơn anh đã tham dự chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn Mớm đã dành thời gian đến tham dự cũng như là chia sẻ câu chuyện của bạn. Và nếu như mà các bạn yêu thích nội dung của chương trình Career Check ngày hôm nay thì hãy tiếp tục theo dõi chương trình bằng cách là đăng ký kênh Việt Success, cũng như là theo dõi lại cuộc trò chuyện này trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast hay là Google Podcast. Ngoài ra, để không bỏ lỡ những nội dung được cập nhật hàng tuần thì các bạn có thể đăng ký newsletter của Việt Success được gửi đi vào 9 giờ sáng thứ năm hàng tuần bằng đường link phía dưới mô tả của video này. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi đến tận giây phút này, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.